Em cuốn rất là anh chị ạ. Ai chị có nhu cầu liên hệ hotline 0908 2279 để thực phát tư vấn cũng như lắp đặt làm cuốn. Cái làm cuốn này ngoài tác dụng che nắng cửa sổ thì chúng ta có thể che những vật dụng mà như máy móc, như đây này em đang che cho máy móc bên công ty. Đó, cái máy này nó đá, họ bắn cắt đá nó bắn ra nên là phải che cái phía mặt của cái máy móc của mình rất là kín đáo, rất là đẹp anh chị ạ. Che nắng cửa sổ và cả nắng 100% anh chị nhá, rất tiện lợi cho văn phòng. Cái công ty này thì bên em lắp rất là nhiều rồi. Hôm nay thì lắp 10 bộ ở đây để che máy. Quý vị các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ hotline hoặc là subscribe fanpage của Định Phát để theo dõi Định Phát ra những sản phẩm mới. Định Phát xin chào quý vị các bạn. Chúc quý vị các bạn một ngày mới tốt lành.